để chủ động hỗ trợ tiêu thụ và đẩy mạnh tiêu dùng trong nước đối với các sản phẩm nông sản trước ảnh hưởng của dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra. Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối lớn với các địa phương để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Tham dự chương trình đại diện Sở Công Thương Tiền Giang, Đồng Tháp, Bắc Giang, Bình Thuận, Sơn La, Thanh Hóa, vân vân và các doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Sài Gòn Coop, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BRG, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam, Công ty Cổ phần Bách Hóa Xanh, vân vân đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ một số mặt hàng nông sản của các địa phương trong thời gian tới. Cụ thể, các sở công thương sẽ cung cấp thông tin thị trường giá cả, chủng loại, chất lượng, số lượng, phẩm cấp hàng hóa để thông tin cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương nhân trong lưu thông hàng hóa trên thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tiêu thụ nông sản trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp các mặt hàng nông sản trên địa bàn cung cấp đầy đủ lượng hàng với chất lượng, giá cả như đã cam kết. Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ sẵn sàng bán các mặt hàng nông sản với giá thấp, không lợi nhuận để thúc đẩy tiêu thụ. Được biết ngay từ đầu tháng 2 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp phân phối triển khai hoạt động xúc tiến, hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang gặp khó khăn. Do đó, chương trình kết nối tiếp tục tạo sự cam kết lâu dài và ổn định giữa các doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản sắp đến thời gian thu hoạch trước diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.